Trào lửa Trung Đông nín thở trước một cuộc chiến lớn, Israel đã huy động tới 360.000 quân đưa xe tăng chủ lực tới sát Gaza. Thủ tướng Israel thề tiêu diệt Hamas, trong khi các gia đình chỉ muốn đoàn tụ. Bộ trưởng Israel nói đất nước đang chiến đấu với Iran và cần phải thu hẹp Gaza. Nội bộ Israel không hoàn toàn nhất trí, một bộ trưởng nói: "Chúng ta đã thất bại về an ninh." Trong khi đó, ở Gaza, nghĩa trang kín chỗ, giới chức y tế phải dùng xe chở kem để bảo quản thi thể. Cùng lúc đó, quân Israel tăng hiện diện ở biên giới Liban, đầu pháo ác liệt. Mỹ lo ngại xung đột mở rộng, gửi thêm tàu sân bay tới gần Israel. Các tin nóng khác, phe thân Nga trưng bày chiến lợi phẩm của Ukraine. Tổng thống Nga nói, Chủ tịch Trung Quốc là nhà lãnh đạo thực thụ. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Đơn trời giải Gaza bừng sáng vào đầu giờ ngày 16 tháng 10, khi Israel tiếp tục oanh kích dữ dội và ngày càng có nhiều lo ngại về thương vong của dân thường. Một cửa khẩu biên giới với Gaza do Ai Cập kiểm soát dự kiến sẽ mở cửa trở lại. Đây là một nỗ lực ngoại giao để đưa viện trợ vào giải đất do Hamas kiểm soát. Israel đã kêu gọi hơn một triệu người dân ở phía bắc Gaza sơ tán về phía nam, khi quốc gia Do Thái sắp tiến hành tấn công trên bộ Israel đã đưa thêm quân và khí tài tới sát giải đất hẹp, đồng thời tiếp tục tấn công trên không và trên biển. Theo CCTV, các máy bay trực thăng quân sự và xe thiết giáp của Israel hôm 15 tháng 10 đã tập trung về Ashkelon, thành phố ở miền nam Israel, chỉ cách phía bắc giải Gaza khoảng 5 phút di chuyển. Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkeva cũng góp mặt. Chúng là khí tài được thiết kế để bảo vệ tối đa cho binh sĩ. Lực lượng phòng vệ Israel IDF còn triển khai thêm xe ủi bọc thép có thể phá vỡ các chướng ngại vật trên đường tiến công, bao gồm ra phá mìn. Đến nay, Israel đã gọi thêm 360.000 quân dự bị trong hai lần động viên quân liên tiếp. Mặt khác, quân đội Israel ngày 15 tháng 10 thông báo sẽ tiếp tục cho phép cư dân Gaza sơ tán về phía nam. Israel nhận thấy hàng trăm nghìn người đã di tản như vậy. Chúng tôi đang di rời dân cư về phía nam tới Nahal A'aza. Cuộc sơ tán đang tiếp tục, với hàng trăm nghìn người đã đi tới nơi ở mới. Trích lời phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát biểu từ trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv. Trong khi đó, Hamas đã yêu cầu người dân vất lờ thông điệp của Israel. Giới chức ở Gaza nói có hơn 2.300 người đã thiệt mạng, gồm một phần tư trong số đó là trẻ em. Gần 10.000 người bị thương, phía Israel ghi nhận ít nhất 1.300 người tử vong. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15 tháng 10 lần đầu tiên triệu tập nội các khẩn cấp. Ông khẳng định đây là lúc cần đoàn kết dân tộc để tiêu diệt Hamas ở Gaza, cũng như nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới người dân trong và ngoài nước. Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở quân sự ở Tel Aviv bắt đầu với việc các bộ trưởng cùng mặc niệm 1.300 người Israel thiệt mạng trong cuộc đột kích bất ngờ của chiến binh Hamas sau đó, Thủ tướng Netanyahu chào mừng nhà lập pháp đối lập Benny Kanz, người đã gia nhập chính phủ thời chiến cùng với một số thành viên trong đảng của ông. Thủ tướng cũng cho biết tất cả các bộ trưởng đang làm việc suốt ngày đêm trong một mặt trận thống nhất. Hamas nghĩ rằng chúng ta sẽ bị tiêu diệt, nhưng chính chúng ta sẽ tiêu diệt Hamas, ông Netanyahu nói. Cũng trong ngày 15 tháng 10, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã thị sát con đường hủy diệt do Hamas gây ra ở khu vực Be'eri. Đó là một khu vực nhỏ gần biên giới Gaza và là một trong những cộng đồng Israel bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc tấn công. Dịch vụ khẩn cấp Zaka của Israel nói với Reuters rằng hơn 100 thi thể đã được tìm thấy chỉ riêng ở Be'eri. Cùng ngày 15 tháng 10, thủ tướng Netanyahu cũng gặp các gia đình Israel có người bị Hamas sát hại hoặc bắt làm con tin. Các gia đình bày tỏ mong muốn chính phủ giúp đảm bảo an toàn cho thân nhân của mình và hy vọng về một ngày đoàn tụ. Một bộ trưởng Israel hôm 14 tháng 10 nói trên kênh 12 của Israel rằng Gaza phải trở nên nhỏ hơn khi kết thúc chiến tranh. Cụ thể, ông Gideon Saas, cựu Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ, đồng thời là một trong năm nhà lập pháp đối lập tham gia nội các khẩn cấp mở rộng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu. Gaza phải bị thu hẹp khi cuộc chiến kết thúc, đầu tiên vì lý do an ninh, thứ hai đó là cái giá phải trả mà người Ả Rập có thể hiểu được. Quan chức cũng nói rằng Israel đang ở trong một cuộc chiến với Iran có hai điều chính yếu. Thứ nhất, chúng ta đang chiến đấu với Iran, động thái bất ngờ của Hamas chỉ là bước đầu tiên và dường như chỉ là điểm khởi đầu, quan chức nói. Tehran đã khẳng định không liên quan đến khủng hoảng hiện tại của Israel. Một tổ chức có tên Phản ứng nhanh miền Nam hôm 15 tháng 10 công bố video quay bằng GoPro cho thấy các tay súng Hamas tiến vào khu vực Sufa và nã đạn vào nhà dân. Hình ảnh quay từ camera gắn lên người các chiến binh Hamas cho thấy cuộc đột kích ở miền nam Israel gây ra sự kiện đẫm máu nhất ở quốc gia này trong hàng chục năm. Trong khi đó, bộ trưởng tài chính Israel, Bezalel Smotrich, hôm 15 tháng 10 kêu gọi chính phủ không trốn tránh trách nhiệm khi để Hamas vượt qua biên giới và gây ra vụ tấn công thảm khốc ông smotrich một chính trị gia đối lập quan trọng trong chính phủ của thủ tướng benjamin netanyahu phát biểu chúng ta phải thừa nhận một cách trung thực đau đớn và cúi đầu rằng lãnh đạo nhà nước israel và cơ quan an ninh đã thất bại trong nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân chúng tôi đã không thực hiện được lời hứa bất thành văn lời hứa đầu tiên giữa chính phủ với công dân của mình một lời hứa viết bằng máu và giờ đã vấy máu ông stromic nói thêm quân đội israel thừa nhận thiếu chuẩn bị và sơ suất khi đảm bảo an ninh nhưng kêu gọi đoàn kết vì bây giờ là thời chiến. Ngày 15 tháng 10, nhiều người có thể đã thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel ở các trại tị nạn Osati và Jabalia thuộc giải Gaza. Lực lượng phòng vệ dân sự và người dân đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót, Reuters đưa tin. Người bị thương được sơ tán trong khi khói vẫn bốc lên từ những tòa nhà đổ nát, các bệnh viện ngay sau đó tiếp nhận hàng chục ca chữa trị khẩn cấp. Những đợt oanh kích này là một phần trong phản ứng của Israel để đáp trả Hamas, nhóm vũ trang kiểm soát Gaza với 2,3 triệu người sinh sống. Cơ quan y tế của Palestine vào sáng sớm 15 tháng 10 cho biết, có thêm 300 người, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ đã thiệt mạng và 800 người khác bị thương ở Gaza chỉ trong 24 giờ các quan chức y tế ở dài Gaza đã phải dùng đến xe tải đông lạnh chở kem để cất giữ thi thể của những người Palestine thiệt mạng. Việc vận chuyển thi thể đến bệnh viện là quá rủi ro, còn nghĩa trang thì thiếu chỗ. Hai bên thùng xe tải vẫn in hình quảng cáo những đứa trẻ đang tươi cười thưởng thức kem ốc quế, nhưng giờ đây xe chở kem đã chuyển thành nhà xác tạm thời dành cho các nạn nhân của cuộc chiến thảm khốc giữa Hamas và quân đội Israel. Bác sĩ Yasser Ali tại Bệnh viện Suhada-o-Asa cho biết, ngay cả khi sử dụng tủ đông lạnh thì lượng thi thể vẫn vượt quá sức chứa. Người dân Gaza xếp hàng mua nhiên liệu ở Khan Joninsan hôm 15 tháng 10 trong bối cảnh mọi thứ đều thiếu hụt trầm trọng sau lệnh phong tỏa toàn diện giải Gaza. Nhà phân tích kinh tế Gazan Mohammad Abu Jiaf cho biết, Tình trạng thiếu nhiên liệu đã làm tê liệt cuộc sống của cả người dân và các cơ quan cứu trợ, bao gồm bệnh viện. Gaza đã hứng chịu một số vụ đánh bom dữ dội nhất từ ngày 7 tháng 10. Các bệnh viện trong khu vực đang thiếu nguồn lực và phải vật lộn để đối phó với dòng người bị thương liên tục đưa đến. Ai Cập, quốc gia giáp biên giới Gaza, đang nỗ lực đẩy nhanh viện trợ. Đại diện của Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở Bắc Sinai cho biết đã nhận được các chuyến hàng viện trợ của các nhóm thiện nguyện lô hàng đã đến gần thành phố Aris của Ai Cập và chờ truyền vào Gaza. Lô hàng gồm 1.000 tấn thực phẩm và thịt, khoảng 40.000 chăn mền, 50.000 bộ quần áo, hơn 300.000 hộp thuốc và vật tư y tế để hỗ trợ người dân ở Gaza. Ai Cập cho biết phía cửa khẩu Rafah nối Sinai với giải Gaza vẫn mở, mặc dù giao thông đã bị tạm dừng trong vài ngày do các cuộc ném bom của Israel. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Washington đã làm việc với Ai Cập, Israel và Qatar để mở cửa khẩu vào thứ Bảy, 14 tháng 10. Theo Reuters, quân đội Israel tăng cường hiện diện ở khu vực biên giới với Liban hôm 16 tháng 10, khi các hoạt động thù địch với nhóm vũ trang Hezbollah diễn ra song song với cuộc leo thang ở Gaza. Gần đây, Israel đã pháo kích vào Liban hôm 15 tháng 10. Đáp lại đòn rocket của Hezbollah ở phía bắc Israel khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Các bác sĩ Israel cho biết những người bị thương sống ở Stula, một cộng đồng nông nghiệp nằm sát hàng rào biên giới. Quân đội Israel cho biết đang tấn công trả đũa và tuyên bố một khu vực cách biên giới Liban 4 km là vùng giới hạn tiếp cận, công chúng nên hạn chế lui tới. Ba nguồn an ninh xác nhận với Reuters rằng pháo binh Israel đang tấn công một số khu vực ở phía nam Liban lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc đã cảnh báo tình hình leo thang khi quân israel và hezbollah vẫn đấu pháo ác liệt ở biên giới dấy lên lo ngại bùng phát cùng lúc hai cuộc chiến xung quanh giải gaza và liban cả israel và đồng minh thân cận của hoa kỳ đều muốn tránh kịch bản đó xảy ra vì sẽ khiến israel rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch cũng như tạo thêm nhiều yếu tố bất ổn cho khu vực Iran, quốc gia ủng hộ cả Hamas và Hezbollah, đã cảnh báo Israel về sự leo thang nếu nước này tiếp tục tấn công người Palestine. Đồng thời, Iran nói họ chỉ đóng vai trò quan sát viên trong xung đột và không đáng bị chỉ trích. Trong diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Hossein Amirabdollahian đã đến Doha vào thứ Bảy 14 tháng 10 và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Qatar để thảo luận về diễn biến mới ở Gaza. Reuters cho biết Ông Amirab Dolahian đã gặp thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao Qatar vào thứ bảy, sau đó hội đàm với tiểu vương Hamad bin Khalifa Al Thani của Qatar vào chủ nhật. Ngoại trưởng Iran cũng đã gặp lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh tại Doha. Quan chức Iran khen ngợi vụ đột kích vào Israel là một chiến thắng lịch sử, góp phần ngăn cản Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Mâu thuẫn Iran và Israel dường như tăng lên trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Ai cập tỏ ra bất bình trước những cuộc đáp trả dữ dội của Israel ở giải Gaza do Hamas kiểm soát. Hôm 15 tháng 10 trong cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Cairo, Tổng thống Ai cập Abdel Fattah Al-Sisi cho rằng phản ứng của Israel đã vượt khỏi sự tự vệ và trở thành cuộc trừng phạt tập thể giải Gaza. Ông Sisi cũng lên án bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường. Bên cạnh đó, Ai cập cũng khẳng định họ đang tăng cường nỗ lực ngoại giao để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. Hai ưu tiên của Ai Cập là đưa hàng hóa viện trợ chuyển tới Gaza, ngoài ra có việc sơ tán một số người mang hộ chiếu nước ngoài qua cửa khẩu Rafah vào Ai Cập. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 15 tháng 10 cho biết, sau khi thăm Jordan, Bahrain, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Saudi và Ai Cập, ông nhận thấy tất cả các khu vực đều quyết tâm ngăn chặn nguy cơ lan rộng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Phát biểu với các phóng viên tại sân bay ở Cairo trước khi khởi hành, ông Blinken cho biết những ý tưởng tốt đã được thảo luận, bao gồm cả những cách để đưa nguồn hỗ trợ tới những người Palestine đang gặp khó khăn ở Gaza. Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định quyền tự vệ của Israel, đồng thời nhấn mạnh việc này phải được thực hiện theo cách tránh gây tổn hại cho dân thường. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc gặp hôm chủ nhật với tổng thống Ai Cập, Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận về những cách tăng cường an ninh cho người dân Gaza và phương án để đưa công dân Mỹ bị mắc kẹt ở Gaza đến Ai Cập, sau đó trở về nước. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jack Sullivan hôm 15 tháng 10 cảnh báo nguy cơ xung đột ở Trung Đông còn leo thang hơn nữa. Phát biểu trên đài ABC của Mỹ, ông Sullivan nói, Chúng tôi nhận thấy nguy cơ leo thang thực sự ở biên giới phía Bắc Israel và chính quyền Tổng thống Biden lo ngại về các lực lượng ủy nhiệm sẽ tham chiến trong thời gian tới. Trong khi đó, phó quân viên lực lượng phòng vệ Israel, Trung tá Peter Lerner cũng gửi thông điệp tới Hezbollah yêu cầu lực lượng nên thận trọng khi quan sát những gì đang xảy ra với Hamas Phó Công viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà trắng, ông John Kirby, cũng nói trên đài Fox News: "Chúng tôi không muốn thấy Iran hay các nhóm cực đoan như Hezbollah khiến xung đột ở Trung Đông mở rộng hơn, tạo thêm một mặt trận chống lại quân đội Israel và làm họ phân tâm trong cuộc chiến với Hamas." Ông Kirby nói thêm: "Mỹ đang gửi tàu sân bay thứ hai, chiếc USS Dwight Eisenhower, tới Phi Đông Địa Trung Hải, cùng với USS Theodore Roosevelt. Hai tàu sân bay Mỹ sẽ gửi thông điệp ủng hộ mạnh mẽ Israel và răn đe các đối thủ." Mặt khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã nói chuyện với lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas về việc hỗ trợ nhân đạo cho giải Gaza. Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 15 tháng 10, ông chủ nhà trắng khẳng định đã làm việc với nhà lãnh đạo Abbas và thông báo Mỹ tiếp tục làm việc với các đối tác trong khu vực để đảm bảo nguồn cung cấp nhân đạo đến được với dân thường ở Gaza. Văn phòng của ông Abbas cho biết, nhà lãnh đạo Palestine đã thể hiện với Tổng thống Biden sự phản đối mạnh mẽ vì ký dời người Palestine khỏi Gaza quốc vương Jordan Abdullah đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại London hôm Chủ nhật 15 tháng 10 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Gaza. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cũng công du đến Anh. Ông nói, việc này nhằm tìm phương án để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza của Israel. Jordan hôm 14 tháng 10 cho biết, bất kỳ động thái nào của Israel nhằm cưỡng ép di dời người Palestine đều sẽ đẩy khu vực này đến vực thẩm, làm bùng nổ cuộc chiến kéo dài, lan trọng và tàn khốc hơn. Ngoại trưởng Safadi nói thêm, Quốc phương Jordan khi thảo luận với lãnh đạo Anh quốc nhấn mạnh việc Jordan phản đối mọi hành động di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ. Jordan, quốc gia đã mất bờ Tây bao gồm Đông Jerusalem, phố Tây Israel trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, lo ngại bạo lực gia tăng có thể gây ra hậu quả với phần lớn dân số Jordan là người Palestine. Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết, London vẫn ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng kêu gọi nước này thể hiện sự kiềm chế trong bất kỳ hành động quân sự nào chống lại nhóm chiến binh Hamas và tuyệt đối phải giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Nói trên đài BBC hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Cleverly cho biết, ông đã nhấn mạnh vấn đề bảo vệ dân thường trong các cuộc trò chuyện với chính phủ Israel. Trong khi đó, cố vấn cấp cao của chính phủ Israel Mark Kirev nói với BBC từ Tel Aviv rằng xung đột sẽ kết thúc theo các điều kiện của Israel. Ông cảnh báo, bất cứ ai làm hại các con tin Israel sẽ phải đối mặt với công lý Quan chức này cũng bác mọi cáo buộc Israel vi phạm luật nhân đạo. Israel nhiều lần tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas để đáp trả vụ tấn công thảm khốc ngày 7 tháng 10. Thủ hiến Scotland Hamza Youssef đã cập nhật cho BBC thông tin về người thân của ông hiện đang ở Gaza. Ông cho biết mặc dù hiện tại bố mẹ vợ của mình đã an toàn, nhưng điều cần thiết là thiết lập lệnh ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo. Quan chức Bộ Ngoại giao Canada, bà Julie Cindy cho biết, Số người Canada thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas ở Israel đã tăng lên 5 người. Vào thứ bảy, gia đình của hai mươi 22 tuổi, người mất tích sau khi phiến quân Hamas tấn công một lễ hội âm nhạc gần khu vực Dream của Israel, đã xác nhận cái chết của cô trên Instagram. Cô là nạn nhân người Canada gốc Israel thứ tư trong vụ tấn công. Giống như các quốc gia khác, Canada đang cố gắng sơ tán công dân, thường trú nhân và gia đình của họ khỏi Gaza. Có khoảng 300 người ở Gaza mà Canada đang tìm cách đưa ra ngoài qua cửa khẩu biên giới Rafah để tới Ai Cập. Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã khuyên công dân ở Gaza di chuyển về phía cửa khẩu biên giới Rafah để sẵn sàng sơ tán. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết 19 công dân nước này đã bị Hamas sát hại. Thêm vào đó, 13 người vẫn chưa rõ tung tích, có thể đã bị bắt làm con tin. Bà Colonna cũng nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel, đồng thời kêu gọi nước này nên tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường khi đáp trả Hamas. Đài truyền hình NTV dẫn nguồn tin chính phủ Đức cho hay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến tới Israel vào thứ Ba, 17 tháng 10. Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã đến Israel vào tuần trước để thể hiện sự ủng hộ của Berlin sau cuộc tấn công tàn khốc của Hamas ở miền nam Israel. Song song đó, Bộ Quốc phòng Đức ngày 15 tháng 10 cho biết, lực lượng không quân đã sơ tán 160 người khỏi Israel vào cuối tuần qua. Chiều Chủ nhật, một chiếc A321 của không quân Đức với 82 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay của thành phố Berlin đưa công dân Đức trở về nước theo nguyện vọng của họ. Trước đó, hai chiếc A400M đã làm nhiệm vụ tương tự, đưa người Đức từ Tel Aviv trở về nước an toàn. Đồng thời, hai máy bay này cũng đã bàn giao các trang thiết bị cần thiết cho Israel. Bộ Quốc phòng Đức nói đã sẵn sàng cho chiến dịch sơ tán quân sự nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao Đức hôm Chủ nhật cảnh báo công dân không nên đến Israel, các vùng lãnh thổ của Palestine cũng như Liban, với lý do nguy cơ xung đột Israel và Hamas có thể leo thang hơn nữa. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15 tháng 10 cho biết hơn 200 người dân nước này, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã được sơ tán khỏi Israel và được chuyển đến Romania. Vẫn còn ít nhất 260 người Ukraine mắc kẹt ở dãy Gaza. Kyiv đang phối hợp với các đối tác để sơ tán công dân sớm nhất có thể. Reuters trích lời ông Zelensky nói, các đại sứ, lực lượng an ninh và tình báo Ukraine không ngừng nỗ lực giải cứu công dân ở các điểm nóng Trung Đông, cơ mở Israel và giải Gaza. Hoạt động sơ tán vẫn tiếp tục. Có hơn 200 người đã được đưa đến Romania, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Một chuyến bay khác cũng đang được sắp xếp. Chúng tôi biết rằng vẫn còn gần 260 người dân mắc kẹt ở giải Gaza. Các hành lang sơ tán nhân đạo cho công dân nước ngoài đều bị chặn. Nhưng chúng tôi vẫn đang làm việc với đối tác để đưa người dân rời khỏi Israel. Đại sứ quán Ukraine tại Israel cũng đã cập nhật thông tin cụ thể trên mạng xã hội. Theo đó, có 207 công dân Ukraine, bao gồm 63 trẻ em, đã được đưa từ Tel Aviv đến Romania vào hôm 14 tháng 10. Ngoài ra, theo kế hoạch, một chuyến bay khác chở thêm 155 người rời khỏi Israel vào một ngày sau đó. Ông Dimitro Lubinets, Ủy viên về Nhân quyền thuộc Quốc hội Ukraine cho biết, Bộ Ngoại giao nước này dự kiến gửi thông điệp phản đối đến Israel sau khi công tác sơ tán công dân bị cản trở trong ngày 14 tháng 10. Tiếp tục cập nhật tin tức liên quan đến chọn lửa Đông Âu. Reuters đưa tin hôm 16 tháng 10, phe thân Nga được cho là đã trưng bày chiến lợi phẩm thu được từ quân đội Ukraine tại một thành phố của Cộng hòa Nhân dân lưu hành tự xưng, hiện do Moscow kiểm soát. Vật phẩm được trưng bày bao gồm một xe thiết giáp bánh xích đa dụng, một hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống pháo, phương tiện lội nước và xe chiến đấu bộ binh. Theo truyền thông địa phương, đây không phải là lần đầu tiên một cuộc triển lãm như vậy được tổ chức ở lưu hành. Vào ngày 9 tháng 5 năm ngoái, một sự kiện tương tự cũng diễn ra. Trưng bày xe bọc thép Sasson do anh sản xuất, xe bọc thép Kozak và Kugua của Ukraine, hệ thống tên lửa chống tăng di động NLAW do Thụy Điển và Anh Quốc phối hợp sản xuất và vũ khí chống tăng hạng nhẹ của Mỹ. Cùng với đó là phương tiện bay không người lái Fury được lắp ráp ở Ukraine. Tin tức đáng chú ý khác liên quan đến quan hệ Nga-Trung. Trước thêm chuyến thăm Bắc Kinh trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hết lời ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình khi gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là đối tác đáng tin cậy. Hơn 15 tháng 10, trả lời phỏng vấn truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, ông chủ điện kremlin đã nhiệt thành chỉ ra những khía cạnh khiến chủ tịch tập khác biệt so với những lãnh đạo khác trên thế giới chủ tịch tập cân bình là một trong những nhà lãnh đạo được thế giới kính trọng thay vì đưa ra các quyết định trong ngắn hạn hoặc dựa trên một sự kiện riêng lẻ nào đó ông ấy chọn vạch ra kế hoạch dài hạn sau khi đánh giá và phân tích tình hình điều đó rất quan trọng và chính là yếu tố tạo nên khác biệt giữa một nhà lãnh đạo thực thụ với những người chỉ biết phô trương trên sân khấu chính trị toàn cầu và sau đó mời nhạt dần khỏi trang sử thế giới chủ tịch tập là một con người khác Ông ấy là đối tác kiên định, điềm đạm và đáng tin cậy. Một khi đạt được đồng thuận song phương, chúng tôi có thể chắc chắn rằng đối tác sẽ giữ vững thỏa thuận. Ông Putin nói. Tổng thống Nga cũng nhắc lại kỷ niệm đẹp trong những buổi thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề toàn cầu. Ông kể: Tôi chợt nhớ đến một cuộc gặp rất thoải mái và thú vị với Chủ tịch Tập khi ông ấy thăm nga. Chúng tôi đã cùng đến Saint Petersburg lên tàu tuần dương Aurora và du ngoạn trên sông Neva trong không khí thân thiện và yên bình. Ông Tập và tôi đã có cuộc trao đổi dài và cụ thể về quan hệ song phương, cũng như tình hình thế giới. Nhà lãnh đạo nói thêm, cách đây không lâu, hồi tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Tập cũng đến thăm Nga. Đó cũng là một chuyến thăm có ý nghĩa lớn trong nỗ lực thắt chặt quan hệ Trung-Nga trong tương lai. Tôi thực sự hy vọng khi gặp đại ở Trung Quốc, chúng tôi vẫn duy trì truyền thống đó. Okay. Trước chuyến thăm của Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng không ngần ngại dành cho Trung Quốc những lời có cánh. Reuters hôm 16 tháng 10 cho biết, khi điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, ông Lavrov đã ca ngợi sáng kiến vành đai và con đường PI của Bắc Kinh là chìa khóa thúc đẩy hợp tác ở lục địa á Âu. Bộ trưởng nhấn mạnh, Moscow đang xem xét PI như một phần quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác tại lục địa á Âu trên cơ sở bình đẳng và vì lợi ích chung. Bộ trưởng Nga xác nhận Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh trong tuần này và sẽ thảo luận về mọi khía cạnh trong hợp tác song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình. Trao đổi với người đồng cấp Vương Nghị, ông Lavrov khẳng định, sự tham gia của Tổng thống Putin trong diễn đàn sáng kiến vành đai và con đường sẽ góp phần quan trọng vào thành công của diễn đàn này. Đây cũng là yếu tố hữu ích để tăng cường hợp tác chiến lược song phương Trung Nga và tạo động lực mới cho quá trình đó. Với tư cách là các bộ trưởng ngoại giao, nhiệm vụ của chúng ta là phối hợp chia sẻ lập trường để chuẩn bị cho cuộc gặp của các nhà lãnh đạo. Tôi rất vui vì có thể chia sẻ cụ thể quan điểm của mình với ông về các vấn đề liên quan đến lợi ích chung của hai nước. Cậu Ngoại trưởng Vương Nghị là người bạn thân mến, ông Radev bày tỏ. Những đồng nghiệp Trung Quốc quý mến, chúng tôi rất vui khi đến thăm Trung Quốc lần nữa và có thể nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp giữa chúng ta. Tôi cũng muốn một lần nữa chúc mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Ông Nerov nói, vị ngoại trưởng đồng thời khẳng định, quan hệ Trung-Nga chắc chắn sẽ phát triển. Đánh đạo hai nước sẽ thảo luận toàn diện hơn về nội dung này trong các cuộc hội đàm sắp tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai 16 tháng 10 kêu gọi Hoa Kỳ ngừng chính trị hóa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip sau khi có báo cáo nêu chi tiết rằng Hoa Kỳ sẽ khắc phục các lỗ hổng trong việc hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Cụ thể, theo Reuters, một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn các nhà sản xuất chip của Mỹ xuất khẩu chất bán dẫn cho Trung Quốc bất chấp các hạn chế của chính phủ, công bố vào tháng 10 năm ngoái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 15 tháng 10 nói, Mỹ nên ngừng chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ đặc biệt, đồng thời hãy ngừng phá vỡ sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Mặt khác, bà Mao Ninh cho biết, Trung Quốc xác nhận 4 công dân đã thiệt mạng, 2 người mất tích và 6 người bị thương trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết, hiện tại các chuyến bay thương mại giữa Trung Quốc và Israel vẫn đang hoạt động. Tổng thống Azerbaijan, ông Imham Aliyev, vào hôm Chủ nhật 15 tháng 10, đã kéo quốc kỳ ở vùng ly khai Nagorno-Karabakh, khi lễ diễn ra sau khi Azerbaijan thực hiện chiến dịch quân sự chấp nhoáng hồi tháng trước đưa vùng lãnh thổ này trở lại sự kiểm soát của Baku. Sau lễ thượng cờ, tổng thống Aliyev nói: "Một số người trong tòa nhà này từng đe dọa chúng tôi. Họ nói rằng xe tăng của mình sẽ tới Baku. Đúng là có xe tăng, nhưng đã bị thu giữ làm chiến lợi phẩm. Họ cũng nói sẽ uống trà ở Baku. Đúng là có uống trà, nhưng là tại nơi giam giữ trước khi xét xử." Ông Aliyev phát biểu. Ông nói thêm: "Nếu bất kỳ ai ở Armenia đang nghĩ đến việc trả thù, hãy để họ xem kỹ đoạn phim này." để thương cờ diễn ra tại thành phố thủ phủ của Nagorno-Karabakh, Azerbaijan gọi nó là Khankendi, còn người Armenia gọi là Stepanakert. Thành phố hiện do Azerbaijan kiểm soát sau khi thất bại quân sự khiến hầu hết trong 120.000 người dân tộc Armenia ở Karabakh đã di cư đồng loạt, họ rời bỏ quê nhà để sống ở Armenia có thể là mãi mãi. Chiến trường Ba Lan trung chuyển sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày chủ nhật 15 tháng 10, theo Reuters. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng cầm quyền luật pháp và công lý PIS dẫn trước xích sau. Tuy nhiên, phe đối lập cấp tiến dường như đã giành được đa số, làm tăng khả năng chấm dứt 8 năm cầm quyền của đảng PIS theo chủ nghĩa dân tộc. Nếu kết quả nói trên chính thức xảy ra, nó sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Warsaw sau nhiều năm mâu thuẫn với Liên minh châu Âu về các vấn đề luật pháp, tự do truyền thông, di cư vào quyền LGBT kể từ khi PIS lên nắm quyền năm 2015. Cuộc thăm dò ý kiến của Ipsos cho thấy PIS nhận được 36,8% phí bầu, theo đó đảm bảo 200 ghế trong quốc hội, có tổng cộng 460 ghế. Các đảng đối lập do đảng Liên minh Công dân theo chủ nghĩa tự do lãnh đạo dự kiến sẽ cùng nhau giành được 248 ghế, trong đó Liên minh Công dân giành được 31,6% số phí bầu. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố dần vào thứ Hai, 16 tháng 10. Thủ tướng mới đắc cử ở New Zealand, ông Christopher Luxon hôm thứ Hai, 16 tháng 10 cho biết, đảng của ông đang chờ kiểm phiếu đặc biệt và đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ với các đảng ACT New Zealand và New Zealand First. Đảng quốc gia trung hữu của ông Lewson và đối tác ACT đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử kho đoán vào thứ Bảy vừa qua. Cùng nhau, họ giành được 61 ghế trong quốc hội, có tổng cộng 121 ghế. Trong khi đảng quốc gia và đảng tự do ACT có đủ số phiếu để thành lập chính phủ theo số liệu hiện tại, thì khoảng 567.000 phiếu bầu đặc biệt tương đương 20% tổng số phiếu, vẫn phải được kiểm. Kết quả chính thức sẽ có vào ngày 3 tháng 11, và các đảng bảo thủ thường mất ít nhất một ghế trong cuộc kiểm phiếu cuối cùng. Các thành viên quốc hội mới bầu cũng sẽ có mặt tại Wellington vào thứ Hai, 16 tháng 10, để chính thức được giới thiệu. Văn phòng, phòng thống đốc tỉnh Herat của Afghanistan cho biết, một trận động đất mạnh sắp với bay nhà vì sợ có thêm dư chứng. Điều trên thực tế đã xảy ra. Cư dân địa phương Barat Ali vào tuần trước nói với Reuters ông đã sống trong liều được 5 hay 6 ngày vì không nghĩ rằng nhà mình còn an toàn. Chính quyền Hayrat hôm 12 tháng 10 kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp cho hàng nghìn người mất nhà cửa sau trận động đất. Linh cứu hỏa kỳ cựu Daniel Mechano bước ra khỏi xe tải của mình, ở đâu đó trong vùng trìa cằn cỗi của công viên Sulen, bang New Mexico, Mỹ, khắp nơi là các vàng bao phủ, nổi bật lên những bụi cây rậm rạp. Dưới một trong những bụi cây đó, anh tìm thấy một thi thể. Trong 12 tháng qua, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, CBP, đã ghi nhận 60 trường hợp người di cư tử vong do nắng nóng ở El Paso, gấp 3 lần so với năm trước. Khí hậu vùng sa mạc rất khắc nghiệt với cư dân, nhất là khi họ bị những kẻ buôn người bỏ rơi mà không có nước uống. Những người khác thì đối mặt với tử thần trong thùng xe tải ngột ngạt và nóng quá mức. Năm nay, nhiệt độ vùng sa mạc càng tăng cao, liên quan đến biến đổi khí hậu, khiến hành trình di cư nguy hiểm hơn gấp bội. Giới chức Mỹ ghi nhận kỷ lục 148 người di cư tử vong khi đi từ sa mạc Chihuahua đến bang New Mexico và một phần của bang Texas. Mùa hè năm nay, New Mexico và Texas đều có nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với mức bình quân hàng năm. Trong đó, thành phố El Paso của Texas đạt kỷ lục 44 ngày liên tục nóng trên 38 độ C. Nguồn viện trợ lương thực đã được chuyển đến Santa Helena do Inles, một cộng đồng bị ảnh hưởng trong đợt hạn hán nghiêm trọng ở bang Amazonas, Brazil vào thứ Sáu, 13 tháng 10. Với sự trợ giúp của máy kéo, các gói thực phẩm từ Liên minh khí hậu Amazon đã đến được với những người có nhu cầu. Sáng kiến này nhằm xác định các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do hạn hán ở Amazonas và các bang lân cận, đồng thời huy động quyên góp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác cho cộng đồng ven sông. Amazon rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới đã phải đối mặt với đợt hạn hán lịch sử và ngày càng trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino. Theo chính phủ Brazil, 60 trong số 62 thành phố ở tiểu bang miền Bắc Amazonas đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán và cháy rừng. Nửa sau tháng 10 được dự đoán là thách thức cạp gò. Tại Florida hôm 13 tháng 10, NASA phóng một tàu vũ trụ hướng tới Saki, tiểu hành tinh lớn nhất trong nhóm những tiểu hành tinh giàu kim loại được biết đến trong hệ mặt trời của chúng ta. Saki cũng có thể là phần lõi còn sót lại của một tiền hành tinh cổ đại. Tàu thăm dò Saki được xếp bên trong khoang chở hàng của tên lửa Pancon Heavy, được phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida, tên lửa do SpaceX phát triển sẽ đưa tàu đi quãng đường 2,2 tỷ dặm trong không gian. Con tàu vũ trụ có kích thước gần bằng một chiếc xe tải nhỏ dự kiến tiếp cận tiểu hành tinh vào tháng 8 năm 2029. Vụ phóng đánh dấu sứ mệnh mới nhất trong một loạt sứ mệnh gần đây của NASA nhằm tìm kiếm manh mối về sự hình thành hành tinh của chúng ta khoảng 4,5 tỷ năm trước. NASA làm điều đó bằng cách gửi robot khám phá các tiểu hành tinh di tích nguyên thủy từ buổi bình minh của hệ mặt trời. Tiểu hành tinh Saki có chiều ngang khoảng 173 dặm tại điểm rộng nhất và nằm ở rìa ngoài của vành đai tiểu hành tinh chính giữa sao hỏa và sao mộc. Tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình tin tổng hợp quốc tế hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.